Tuyến phòng thủ kiên cố nhất hiện nay sắp sụp đổ. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những diễn biến mới nhất trên chiến trường Ukraine đánh dấu chiến thắng tiếp theo của quân Nga. Còn ở phía bên kia Đại Tây Dương, cuộc chiến pháp lý đang có nguy cơ làm sụp đổ hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Đây sẽ là những chủ đề mà chúng ta sẽ cần phân tích trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kiev vỡ trận tuyến phòng thủ kiên cố nhất hiện nay sắp sụp đổ. Có hai mặt trận hiện giờ đang gây ra sự chú ý, đó là Kharkov ở phía Bắc và Chasovya ở phía đông Ukraine. Kênh Avi đưa tin rằng cụm quân miền Bắc ngày hôm qua đã xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng Ukraine ở Vochans và bắt đầu xông vào nhà máy tổng hợp và khu vực các tòa nhà cao tầng. Phía Ukraine đã cố gắng phản công từ khu rừng ở khúc quanh sông Vochia, nhưng mà bất thành Hiện thì quân Nga đã tiến thêm được 350m tại thành phố này Giao tranh bên trong vùng trung tâm thành phố Vô Tràn hiện tại rất phức tạp và hỗn loạn Theo hướng làng Lipsi, Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể tại khu rừng phía Đông Nam Những nỗ lực giành lại vị trí đã mất của Ukraine đều bất thành Trong 24 giờ qua thì Nga đã chọc thủng được tuyến phòng thủ kiên cố phía Đông Nam ngôi làng Và đây là khu vực do lữ đoàn cơ giới số 42 Ukraine chấn giữ từ đây thì quân đội Nga đã thọc sâu và chiếm một nửa vành đai rừng mở ra khả năng kiểm soát tuyến đường tới Lipsi. Cũng trong vòng 24 giờ qua thì tổn thất của Ukraine lên tới 280 binh sĩ cùng với nhiều trang thiết bị. Những tổn thất liên tiếp ở Vochan và Lipsi khiến cho quân đội Ukraine phải chịu áp lực lớn từ dư luận trong và ngoài nước buộc Kiev phải tìm ra một người chịu trách nhiệm cho sự cố lần này. Quân đội Ukraine đã ra lệnh điều tra 28 sĩ quan chỉ huy tại mặt trận Kharkov bởi vì tin rằng họ đã ra lệnh rút lui và để mất hàng trăm km phòng thủ trong đợt tấn công đầu tiên của Nga hôm 10 tháng 5. Đáng nói là họ đã rút lui mà không có bất kỳ một sự kháng cự nào. Kết quả là tuyến phòng thủ đầu tiên theo hướng Vochans, Lipsy và phía nam của Kupians đã sụp đổ ngay lập tức. Điều kỳ lạ đó là quân Nga đã ung dung vượt qua các bãi mìn ở biên giới và tiến vào Kharkov một cách dễ dàng. Rõ ràng rằng trong quá trình tấn công xuyên biên giới thì có vẻ như người Nga đã nắm rõ những tuyến đường không giải mìn. Các đoàn xe của họ vượt qua hàng rào thép gai mà không một chiếc ô tô, xe bọc thép hay binh sĩ nào bị cản trở. Một sĩ quan chỉ huy của Ukraine là Yuri Fedorenko đã tận mắt chứng kiến người Nga bước vào lãnh thổ Kharkov mà không vướng phải bất kỳ một bãi mìn nào. Do đó, công chúng Ukraine nghi ngờ rằng hoặc do tham nhũng nên quân đội Ukraine đã không chuẩn bị một bãi mìn tử tế tại biên giới hoặc là Nga đã nhận được những thông tin tình báo và biết được nơi nào không có mìn. Vì vậy, quân phòng thủ Ukraine không có cách nào khác ngoài rút lui để bảo toàn tính mạng. Thực tế, Kharkov không phải là một trận hỗn chiến bởi vì Nga có khả năng mở thêm các mũi tấn công mới như tại là Starissa. Mục đích của Nga là tấn công liên tục để khiến cho hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ liên hoạt. Mặt trận Kharkov đã được Bộ Tổng tham mưu Nga tăng cường hỏa lực đặc biệt là với sự hỗ trợ của lực lượng không quân chiến thuật và pháo binh tầm xa, nó cho thấy rằng Nga đang tiến hành đợt tấn công một cách có bài bản. Thực tế đã chứng minh, Nga đã tăng cường tấn công vào Kharkov và luân phiên đột kích trên các mặt trận khác nhau ở phía đông và phía nam của đất nước. Tại khu vực phía đông theo hướng gần Bakhmut, với mặt trận Chasovya đang cực kỳ nóng bỏng, áp lực cho quân phòng thủ Ukraine hiện tại đã tăng lên gấp nhiều lần. Khi nga tăng cường áp đặt các trận đánh đô thị như là một điểm báo cho sự sụp đổ của phòng tuyến tiếp theo của ukraine, sau khi được sự hỗ trợ của lực lượng không quân và pháo binh nhằm chấn áp và phá hủy các điểm bắn của ukraine, lính dù nga từ nhiều hướng đã tiến hành một cuộc tấn công và chiếm giữ các cứ điểm của đối phương trong các tòa nhà cao tầng. Sau khi quân nga tiến vào bờ tây kênh donbass và dọn sạch làng clip chivka, thì quân phòng thủ ukraine ở Chasovya đang phải cố gắng kìm hãm bước tiến của đối phương từ ba hướng cùng một lúc, từ phía Bắc, phía Nam và phía Đông trong bối cảnh thiếu nhân lực trầm trọng. Hiện tại thì các mũi tấn công của Nga đã hình thành vòng vây xung quanh tiểu khu Kana. Nhiều khả năng là quân phòng thủ Ukraine có thể sẽ phải rút chạy về bờ Tây kênh đào và để mặc cho Kana thất thủ. Khi mà Nga ra đòn tấn công quyết định giành thị trấn này thì thất bại chắc chắn sẽ thuộc về Kiev. Chiến thuật khép chặt gọng kìm của Nga tại Chasovya được cho là giống hệt với trận chiến tại Bakhmut. Vì vậy, Chasovya có thể sẽ phải chịu chung số phận. Tại mặt trận phía nam Zaporizhia, trong những ngày qua thì Nga đã chiếm giữ được hàng loạt các thành trì ở ngoại ô phía đông của làng Robotine. Truyền thông phương Tây đang nhận định khá u ám về tình hình của quân đội Ukraine trên chiến trường phía đông, phía bắc và phía nam. Họ không có máy bay để bảo vệ trên đầu, không có vũ khí phòng không để đánh chặn tên lửa và máy bay Nga không có đạn pháo để phản công nếu như chỉ dựa vào các công sự trận địa hay là các tòa nhà để phòng thủ thì tỷ lệ thương vong chắc chắn sẽ rất cao thêm nữa dù hầu như ukraine chỉ tiến hành các hoạt động phòng thủ nhưng cũng không thể trụ được trong thời gian dài cho nên quân đội ukraine sẽ phải tiến hành tấn công để gây tổn thất tối đa cho đối phương nhưng đồng thời cũng phải tránh những trận chiến kéo dài vì chúng sẽ gây bất lợi rất nhiều tuy nhiên trong bối cảnh thiếu nhân lực trầm trọng Phản công thì lại chính là án tử hình đối với quân đội Ukraina. The Foreign Policy vào hôm 3 tháng 6 đã nhận định rằng, Kyiv cần phải đạt được một thành công dù tối thiểu để có thể đàm phán với ông Putin ở thế mạnh hơn. Sau đó, đó, lực lượng Ukraina gần đây đã cố gắng để phản công Nga ở khu vực Kharkov. Tuy nhiên, những nỗ lực phản công của họ không đem lại kết quả. Và nếu như chính quyền Kyiv không sớm thay đổi cục diện thì phương Tây sớm muộn cũng sẽ ngừng hoặc là cắt giảm triệt để sự hỗ trợ dành cho Ukraina. Vì vậy, việc ông Zelensky chứng minh thành công ở Kharkov là cực kỳ cần thiết để duy trì viện trợ cũng như chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Foreign Policy tin rằng tình trạng bi đát hiện tại sẽ gây bất lợi cho quá trình đàm phán và có thể dẫn đến tổn thất lãnh thổ cho Ukraine. Nhưng, Kiev vẫn có thể đạt được một số thành công cục bộ tại mặt trận nhờ vào nguồn viện trợ ở thời điểm hiện tại. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, nếu như Kiev không thành công, dù chỉ là thành công cục bộ, chẳng hạn là tại mặt trận Kharkov, thì điều đó phải chăng sẽ càng củng cố thêm vị thế của Nga. Nga nắm thế thượng phong ở Ukraine, phương Tây đối mặt với lựa chọn khó khăn. Rõ ràng là với những diễn biến trên chiến trường thì mọi phương án hòng giúp Ukraine lật ngược thế trận dường như đã khép lại. Ngay cả khi Pháp công khai đưa một nhóm binh sĩ nhỏ sang để trợ giúp phe phòng thủ, phương Tây không còn nhiều lựa chọn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ý tưởng đưa quân vào Ukraine hay cho phép họ sử dụng hạn chế vũ khí của NATO để tấn công một số khu vực của Nga có nguy cơ khiến cho xung đột leo thang đáng kể. Song dường như nó cũng bắt nguồn từ đánh giá tình hình rất thực tế của phương Tây. Rằng Ukraine đã bắt đầu mất lợi thế trên chiến trường. Tướng Anh Richard Barrett đã nói với BBC vào hồi tháng 4 rằng nguy cơ nghiêm trọng là Ukraine sẽ thua trong năm nay 2024. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã công khai thừa nhận rằng để chấm dứt chiến sự thì Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga và Ukraine phải là người quyết định cuối cùng họ nên thỏa hiệp như thế nào. Đây là một dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy mọi việc đang diễn ra không tốt đẹp cho Kiev. Có một số lý do để có thể lý giải cho những đánh giá này của giới chức phương Tây. Ukraine thiếu cả nhân lực lẫn trang thiết bị, đạn dược để có thể giữ vững phòng tuyến trước đà tiến công của Nga. Điều này sẽ không thể xoay chuyển trong một sớm một chiều. Thứ hai, đó là luật huy động mới của Ukraine mới được thông qua, không bù đắp nổi số quân mà Kiev đang tổn thất mỗi ngày ở chiến trường. Ngoài ra, Kiev cũng sẽ mất thời gian để huấn luyện, triển khai và để lực lượng mới làm quen với chiến trận. Thứ ba là nền kinh tế Nga đã có khả năng phục hồi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây và chứng kiến sự tăng trưởng bất chấp xung đột. World Bank vào hôm 30 tháng 5 đã công bố dữ liệu cho thấy Nga đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới tính theo sức mua kể từ năm 2021. GDP tính theo PPP của Nga lần lượt trong các năm 2022 và 2023 đạt 6.000 và 6,45 nghìn tỷ đô la, tiếp tục giữ vị trí thứ tư chỉ sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Ngoài ra, Moscow vẫn có thể mua được các vi mạch chip từ các đối tác thứ ba để phục vụ cho mục đích quân sự. Nền kinh tế của họ đã chuyển sang kinh tế thời chiến và ngành công nghiệp quốc phòng tự sản xuất ra được rất nhiều các loại thiết bị và đạn dược điều đó có nghĩa là nguồn cung cấp của quân đội ổn định và vượt trội hơn nhiều so với một Ukraine phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ không ổn định của phương Tây. Lợi thế này đã cho phép nga áp dụng sách lược nghiền nát hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo các mặt trận trải dài hơn 1.000 km, đặc biệt là ở mặt trận miền đông Donbass, nơi mà nga liên tục tăng cường sức ép trong những tháng gần đây. Chưa hết, việc mở thêm mặt trận ở phía bắc tại Kharkov đã chói chân một số lượng lớn lực lượng đối phương khiến phòng tuyến của Ukraine ở những nơi khác vốn mỏng lại càng thêm mỏng và dễ bị tổn thương hơn nhiều. Trong bối cảnh đó, thì phương Tây nhận định là nga sẽ mở một cuộc tấn công lớn hơn vào mùa xuân hoặc mùa hè năm nay. Việc kiểm soát phần còn lại của khu vực Donbas sẽ là bước đầu tiên để tạo cơ sở cho những chiến thắng tiếp theo của nga ở khu vực Zaporizhia và Kherson, miền Nam Ukraine. Việc Ukraine rút quân khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố để bảo toàn lực lượng của mình đặc biệt là tại mặt trận Chasovya, khiến cho mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbass trở nên khả thi hơn đối với người Nga. Khi cơ hội thành công của Ukraine suy giảm, thì phương Tây sẽ đứng trước ba lựa chọn khó khăn. Một là tăng cường viện trợ, hai là đẩy Kiev vào thế phải nhượng bộ trên bàn đàm phán, và ba là trực tiếp tham gia cuộc chiến này, thay thế cho Ukraine. Hiện tại phương Tây đang nghiêng về phương án thứ nhất, trong khi phương án thứ ba thì chỉ mang tính chất tuyên truyền nhiều hơn là thực tế. Giới lãnh đạo NATO tin rằng việc tiếp tục trì hoãn hoặc là ngừng hỗ trợ quân sự cho Kiev sẽ giúp cho Moscow có được những bước tiến to lớn vào cuối năm 2024 và 2025 và mang lại chiến thắng cho Nga. Như là tờ New York Times nhận định, việc thiếu binh sĩ và thiếu các tổ hợp phòng không đã khiến cho các đơn vị tiền tuyến của Ukraine phải gánh chịu hàng nghìn quả bom lượn FAB bay vào các vị trí phòng thủ của họ. Binh sĩ Ukraine chỉ còn biết trông chờ vào những thứ vũ khí duy nhất, đó là UAV. Tình trạng thiếu pháo binh của Ukraine cũng đang cho phép quân Nga sử dụng các đoàn xe bọc thép mà không phải chịu tổn thất nặng nề như ở giai đoạn đầu của xung đột. Nga đang tận dụng lợi thế này rất hiệu quả. Tính từ đầu năm đến tháng 4, thì người Nga đã kiểm soát thêm khoảng 400 km vuông lãnh thổ ở Ukraine. Nếu như họ giành được chiến thắng trong cuộc chiến này thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của NATO. Cho nên, phương án tốt nhất lúc này mà phương Tây lựa chọn là phải tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev để có thể cản các bước tiến của người Nga và hy vọng điều đó sẽ cải thiện đôi chút vị thế của Ukraine. Tuy nhiên, thì giới lãnh đạo NATO không tính đến phương án là Kiev đã hết người để chiến đấu. Trường hợp xấu nhất sẽ là một số khu vực của tiền tuyến bị sụp đổ. Dự báo thì Chasovya sẽ là khu vực đầu tiên. Nó sẽ tạo điều kiện cho Nga giành được toàn bộ Danes. Tất nhiên, kết quả dễ dự đoán này cũng sẽ khiến cho phe chủ hòa phương Tây thúc đẩy Kiev bước vào bàn đàm phán ngay cả khi nước này đang ở thế yếu. Do đó, Kết quả tồi tệ nhất không phải là Nga thắng mà là sự thất bại quân sự của Ukraine về mọi mặt. Một cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa hè nếu như thành công sẽ buộc Ukraine phải thỏa hiệp, đồng nghĩa là phá vỡ hoàn toàn khối đoàn kết đang ủng hộ Ukraine ở phương Tây, từ đó tăng cường thêm sức mạnh cho Điện Kremlin. Bên cạnh những dự báo mới nhất về cuộc chiến Ukraine ở trên, thì thế giới hiện tại vẫn đang còn đổ dồn vào một cuộc chiến pháp lý khác tại Mỹ giữa Trump và Đảng Dân Chủ. Nếu như Trump đắc cử thì chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ hoàn toàn đảo ngược. Ông Biden phủ nhận giật dây sau hậu trường truy tố Trump, lan sóng ủng hộ Trump ngày càng tăng. Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị kết án trọng tội, khiến cho cả thế giới chấn động. Nhiều chuyên gia pháp lý tin rằng bản án hình sự chưa từng có này báo trước sự khởi đầu của một chương mới đen tối trong lịch sử hệ thống tư pháp hình sự Mỹ. Hôm 30 tháng 5, Trump đã bị bồi thẩm đoàn ở New York kết luận 34 trọng tội với tội danh là làm sai lệch hồ sơ kinh doanh nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Điều này khiến cho Trump bị kết án hình sự vào ngày 11 tháng 7 và có thể phải đối mặt với án tù. Alan Dershowitz là giáo sư luật danh dự tại Đại học Harvard đã chỉ trích vụ việc và coi quyết định này là sự khởi đầu của một cuộc chiến vũ khí hóa hệ thống tư pháp hình sự. Đáng chú ý là bồi thẩm đoàn gồm 12 người truy tố Trump đều không phải là cử tri của ông ấy. The Sowis cảnh báo trên kênh Fox Business vào hôm 31 tháng 5 như sau. Họ đã được thẩm phán và công tố viên chọn lọc kỹ lưỡng để chống lại Trump. Đây là những bồi thẩm đoàn bắt Trump. Đây là những bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu không cho phép Trump làm tổng thống và họ sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản ông ấy. Và vì vậy, cuộc bỏ phiếu của họ là một cuộc bỏ phiếu thứ hai vào tháng 11 để nhằm chống lại ông ấy làm tổng thống trump và nhiều người ủng hộ ông cho rằng đây là một vụ truy tố có động cơ chính trị khi mà Alvin brock là công tố viên quận manhattan vốn chủ trì vụ án là một đảng viên đảng dân chủ và từng hứa khi vận động tranh cử vị trí hiện tại là ông ta sẽ đối phó với trump tất nhiên brock phủ nhận hành động của mình có động cơ chính trị ông ta nói rằng văn phòng của mình đã hoàn thành nghĩa vụ tuân theo sự thật và luật pháp mà không sợ hãi hay ưu ái Tuy nhiên, luật sư bào chữa hình sự Louis Gamariner lập luận rằng cả Bragg và các quan chức đảng Dân Chủ khác khi vận động tranh cử thì đều hứa là sẽ truy tố Trump. Ngoài vị công tố viên Avi Bragg, còn có cả tổng trưởng lý bang New York là Letitia James và trưởng công tố bang Georgia là Fanny Willis. Cả ba người này đều hứa là sẽ hành động chống Trump ngay sau khi họ được bầu. Về phía đảng Cộng Hòa thì họ cho rằng đây là một cuộc săn lùng phù thủy mới của đảng Dân Chủ Điều này đã quá quen thuộc kể từ khi Trump ra tranh cử vào năm 2016. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul đã cảnh báo rằng hậu quả của việc vũ khí hóa hệ thống tư pháp chống lại Donald Trump có thể dẫn đến chiến tranh trên đường phố. Xuất hiện trên Fox Business, thượng nghị sĩ nói rằng: "Đó là một ngày buồn ở nước Mỹ. Tôi lo lắng về một cuộc chiến nổ ra trên đường phố. Tôi lo lắng khoảng 50% công chúng ủng hộ Trump tin rằng hệ thống tòa án đã được sử dụng để chống lại họ. Tôi lo lắng khi một nửa đất nước cho rằng họ sẽ không được đối xử công bằng. Điều gì sẽ xảy ra và cách mà mọi người phản ứng. Ngay sau khi phán quyết được công bố thì cựu Tổng thống Trump đã nói như sau. Từ việc lựa chọn địa điểm đến bổ nhiệm thẩm phán thì toàn bộ quá trình này đã bị gian lận ngay từ đầu. Và việc cố gắng thông qua các thủ tục pháp lý là để nhằm làm suy yếu chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông. Ngay sau đó thì Tổng thống Biden đã lên tiếng rằng Donald Trump thật liều lĩnh và nguy hiểm khi cho rằng phiên tòa là gian lận, đồng thời cũng bác bỏ cáo buộc Ông Biden đang giật dây cho các vụ án hình sự chống lại Donald Trump để ngăn cản ông ấy tái tranh cử. Tổng thống Biden nói rằng, giống như những người khác, cựu tổng thống vẫn có cơ hội kháng cáo quyết định của tòa án. Phiên tuyên án đối với cựu tổng thống Trump dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7. Nhóm pháp lý của ông đã tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết, trong khi chủ tịch hạ viện Mike Johnson nói rằng, tòa án tối cao Mỹ nên vào cuộc và lật lại bản án. Đồng thời ông ấy cho rằng các tình tiết trong vụ án này đã dẫn đến sự sói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Có điều là dù cho Donald Trump bị kết án, nhưng mà các cuộc thăm dò cho thấy nó không có tác động tiêu cực nào đến sự ủng hộ dành cho ông và thậm chí sự ủng hộ đó còn tăng nhẹ, đặc biệt là tại các cử tri độc lập. Cuộc thăm dò của Daily Mail thực hiện cho thấy 22% số người được hỏi có quan điểm tích cực hơn về Trump do bị kết án. Cuộc thăm dò độc lập của CBS News thì cho biết rằng kết án không ảnh hưởng đến quan điểm về Trump của đa phần công chúng. North Star Orient Research cũng thực hiện cuộc thăm dò cả trước và sau khi tòa án công bố phán quyết. Họ đã hỏi 600 cử tri có khả năng sẽ đi bầu ở bang Bắc Carolina. Về các vấn đề kinh tế thì 65% cử tri Bắc Carolina đánh giá rất kém cho Joe Biden. Về chính sách đối ngoại thì 69% người không muốn tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Biden cũng phải đối mặt với các thách thức về cuộc chiến Israel-Gaza trong cuộc thăm dò này thì số người ủng hộ Trump chiếm 49%, ủng hộ Biden là 41% và số cử tri chưa quyết định bầu ai chiếm 11%. Có một tin thú vị đó là chiến dịch tranh cử của Donald Trump đã huy động được hơn 200 triệu đô la chỉ trong 3 ngày kể từ khi có phán quyết trọng tội. Như vậy thì chiến dịch kết án Trump đã phản tác dụng. Có thể nói rằng chưa có ứng cử viên tổng thống, tổng thống hay là cựu tổng thống nào phải đối mặt với danh sách hàng chục vụ truy tố kiện tụng lớn giống như là Donald Trump. Điều đó cho thấy thế lực nhà nước ngầm đã và đang coi Trump như là một cái gai cần phải nhổ bỏ khi mà ông này công khai tuyên bố sẽ tát cạn các sinh vật tham nhũng ẩn nấp trong đầm lầy Washington. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem, ông ấy liệu có thể chiến thắng được các sinh vật này hay không, hay là ông ấy sẽ bị chúng nhấn chìm. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.